Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm cho bé trang trí hoa hướng dương phía trước. Cổ áo thì mình có làm họa tiết cổ vuông và ở phần chân váy thì mình có làm họa tiết búp như thế này. Đây. Ở phía sau thì mình có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé nè. Đây, họa tiết cổ vuông và có cài nút ở phía sau ha. Đây, một mẫu áo đầm với họa tiết ở chân váy như thế này ha. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len nha, cho cái phần thân váy của mình nó được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài điều chỉnh cho phần cổ áo nè. Và một ít màu len dùng để trang trí cho phần hoa. Thì đối với mẫu áo đầm này, do clip hơi dài nên mình sẽ chia ra làm hai phần. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc từ cái phần cổ ở phía trên trước. Sau đó clip sau mình sẽ hướng dẫn cách móc phần chân váy ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần cổ áo. Đầu tiên tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây móc lên cho mình một dây móc xích dài 59 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi được 59 mũi móc xích liên tiếp với nhau thì tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Móc vào chân móc thứ 59 một mũi kép đơn. Chân móc thứ 58 cũng móc một mũi kép đơn vào đây. Tương tự cho chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến khi mình được 7 mũi kép đơn liên tiếp vào 7 chân móc ở dưới ha. Kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư nè. Tiếp tục kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Và kép đơn thứ 7. Sau khi đã được 7 mũi kép đơn liên tiếp vào 7 chân móc ở phía dưới thì chân móc thứ 8 và thứ 9 các bạn sẽ móc cho mình vào chân thứ 8 2 mũi kép đơn. Ta móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân nha. Sau đó lên một mũi móc xích. Và chân móc thứ 9 cũng móc cho mình vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ở đây mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông đầu tiên cho cái phần cổ áo nè. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi kép đơn liên tiếp vào 12 chân móc. Kép đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất. Kép đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Tương tự kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11. Kép đơn 12. Khi đã được 12 mũi kép đơn liên tiếp vào 12 chân móc thì tiếp tục hai chân móc kế bên các bạn sẽ tạo cho mình một góc vuông tương tự như góc vuông mà ta vừa móc ban đầu nè. Tức là chân bên cạnh sẽ là hai mũi kép đơn. 1 2, sau đó móc lên một mũi móc xích. Và chân kế tiếp cũng móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình cũng được một góc vuông thứ hai cho phần cổ áo. Và đây sẽ là cạnh đầu tiên cho phần vai ha. Đây là cái phần vai của mình nè. Để tiếp tục móc cạnh kế tiếp là cái cạnh phía trước ha. Đây sẽ là cạnh phía sau để mình cài nút nè. Thì cái cạnh phía trước các bạn sẽ móc cho mình 13 chân móc liên tiếp. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và mũi kép đơn thứ 13. Như vậy là ta vừa hoàn tất được cái cạnh ở phía trước của áo. Đây. 13 mũi kép đơn cho 13 chân móc. Thì khi đã hoàn tất được 13 mũi kép đơn, hai chân kế tiếp sẽ tạo cho mình một góc vuông ha. Chân đầu tiên sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. 1 2 tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ta hoàn tất được góc vuông thứ ba nè. Cạnh tiếp theo sẽ là một cạnh của phần vai, các bạn sẽ móc cho mình tương tự như cái cạnh phần vai bên này. Tức là ta sẽ có 12 kép đơn cho 12 chân móc liên tiếp với nhau ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Như vậy là ta vừa tạo ra được một cái cạnh của phần vai bằng với cạnh phần vai bên này ha. Và ở đây mình đã được ba cạnh góc vuông rồi nè. Đây ta sẽ có ba cái góc vuông như thế này. Thì cái góc kế tiếp các bạn cũng móc cho mình một góc vuông tương tự. Hai chân liên tiếp, mỗi chân móc sẽ là hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khoảng cách giữa hai chân móc này cách nhau với hai chân móc kia là một mũi móc xích. Chân này hai mũi kép đơn. Thì ta tạo ra được góc vuông thứ tư nè. Cạnh kế tiếp ta sẽ còn 7 chân móc. Mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Để ta hoàn tất được cái cạnh ở phía sau của áo ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến các cái chân móc cuối cùng nè, thì các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Thì như vậy là phần cổ áo của mình vừa hoàn tất với 4 cái góc vuông như thế này. Đây sẽ là mặt sau để cài nút nè, cài vào phần cổ áo để điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé. Và đây sẽ là mặt trước. Hai cạnh bên này là hai cạnh ở phần vai ha. Thì đối với cái mẫu cổ áo này, cách tăng size cũng rất là đơn giản. Khi tăng các bạn sẽ tăng đều cho mình số mũi móc ở hai cạnh của phần vai. Còn mặt trước và mặt sau, khi tăng các bạn sẽ tăng cho mình ở mặt trước nè. Mặt trước ta tăng một mũi, thì mặt sau các bạn sẽ tăng cho mình từ 1 đến 2 mũi. Và cái phần thân sau này nè, nó sẽ có cái số mũi móc tổng lại nhiều hơn số mũi móc ở phần thân trước 1 đến 2 mũi móc. Để ta có thể tạo được cái phần cài nút ở đây ha. Đây, khi tăng là phải tăng đều ở hai phần tay áo, mặt trước và mặt sau, thì mặt sau nó sẽ nhiều hơn so với mặt trước 1 đến 2 mũi móc nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc thứ hai. Từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc của cái hàng móc đầu tiên này nè. Cái hàng móc của mặt sau, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ làm tương tự cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc được các mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp thì cái mũi móc xích này nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống như thế này. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một cái góc vuông tương tự như cái góc vuông mà ta vừa tạo ở hàng phía dưới ha. Tức là sẽ gồm hai mũi kép đơn. 1 2, sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta tạo ra được góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ hai. Để tiếp tục móc cái cạnh ở phần vai này thì các bạn để ý cho mình ở cái góc vuông đầu tiên mà ta tạo nè. Bốn mũi kép đơn này nó sẽ có cái độ dày như thế này. Thì cái cạnh tiếp theo các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào cái chân thứ hai một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là độ dày của cái góc vuông đầu tiên nó sẽ giúp mình che đi khoảng trống của cái mũi mà ta bỏ qua ở đây ha. Làm tương tự cho mình cho đến góc vuông tiếp theo. Sau khi hoàn tất được hàng móc thứ hai của cái cạnh đầu tiên ở phần vai, đến cái góc vuông thứ hai này các bạn cũng tương tự móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một góc vuông gồm hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. 1 và 2. Ta tạo ra được góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai. Tiếp tục cái cạnh tiếp theo sẽ là phần thân trước của áo. Ta cũng tương tự bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó ở các góc vuông còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình như những cái góc vuông mà ta móc ha, móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi ta gặp đôi cái phần cổ áo lại thì họa tiết phần cổ áo của mình nó sẽ ra cái dạng như thế này ha. Sau đó hàng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Tức là mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến các cái góc vuông này thì sẽ tạo góc vuông ở đây. Và làm tương tự cho các cạnh còn lại cho đến cái hàng móc cuối cùng. Và ta sẽ thêm từ 1 đến 2 hàng móc nữa. Sau đó mình sẽ tiến hành nối lại để tạo phần cài nút ở cổ áo ha. Đối với các cái góc vuông này nè, thì khi móc vào cái góc vuông này một cái góc vuông rồi thì các cái cạnh tiếp theo ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai ha. Đây, tương tự như cái cạnh này nè, cái góc vuông này. Ta sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm cho mình từ 1 đến 2 hàng móc nữa. Ở đây mình đã móc được tổng cộng 3 hàng móc tính từ hai cái hàng móc mà ta vừa móc ban đầu luôn á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại để tạo phần cài nút ở đây ha. Đây ta sẽ tiến hành nối lại. Từ cái chân móc cuối cùng mà ta móc ở đây, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến đầu móc còn lại. Ta sẽ canh chỉnh cho cái họa tiết cổ của mình nó vuông như thế này. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 3 của cái đầu móc hàng thứ 3 này nè. Ta sẽ đếm vào 3 mũi và các bạn đâm kim vào chân móc thứ 3, móc vào đây một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là phần cổ áo của mình đã nối lại được như thế này và nó sẽ tạo cái độ rộng giúp mình có thể luồn vào phần đầu của bé nè. Bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo. Thì ở hàng móc tiếp theo này, mỗi chân móc ta cũng tương tự. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Móc tương tự cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp nè, thì ở cái hàng thứ ba, đây là mặt phải của hàng móc. Hàng móc thứ tư các bạn móc luôn vào cái chân móc của mặt phải hàng móc thứ ba. Thì ở cái góc vuông này cũng tương tự, móc vào đây cho mình một cái góc vuông gồm hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Sau khi tạo ra được một góc vuông rồi thì cũng tương tự như các cái góc vuông ở phía trên, cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Thì độ dày của cái góc vuông này cũng giúp mình che đi khoảng trống của mũi ta bỏ qua. Các bạn sẽ làm tương tự cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp. Và cũng làm tương tự cho mình cho đến cái chân móc thứ ba tính từ đây qua nè. Ta sẽ chừa qua hai chân móc và móc vào chân thứ ba ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng móc tương tự cho các cái góc vuông ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến chân móc thứ ba, ta còn chừa ra hai mũi móc thì bây giờ mình sẽ ghép đôi lại với hai mũi móc mà ta bỏ qua ở cạnh này. Các bạn sẽ để ý cho mình ở cái hàng móc đầu tiên mà ta tạo phần cổ áo nè. Thì đây sẽ là cái mũi móc mà ta có sợi len thừa giấu vào trong. Đây sẽ là đầu móc có 3 mũi móc xích đi lên. Thì khi canh chỉnh cái phần cổ áo cài nút, các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt có 3 mũi móc xích á, ta sẽ đưa lên trên để cài nút nè. Và cái phần ta giấu len thừa ta sẽ may nút ở đây để cho cái sợi len thừa của mình nó không có bị hở ra ngoài ha. Đây ta sẽ đưa cái mặt này lên phía trên, cái mặt có 3 mũi móc xích đầu tiên ha. Và từ đây các bạn sẽ tiến hành lấy len đâm kim cho mình vào chân đầu tiên của cái hàng móc phía ngoài. Ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, đồng thời đâm kim vào chân kế cuối của cái hàng móc phía sau nè. Đâm kim vào hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi kép đơn. Tương tự cho hai chân móc cuối cùng, cũng đâm kim vào chân cuối cùng của hàng mặt trước và chân cuối cùng của hàng mặt sau. Hai chân móc song song như thế này và móc vào một mũi kép đơn. Và di chuyển kim đến chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Như vậy là phần cổ áo của mình đã nối lại được như thế này ha. Tạo một khoảng trống để ta có thể cài nút ở đây nè. Khi gặp đôi cái phần cổ áo lại thì lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ bắt đầu móc vòng tròn và ta sẽ không quay ngược đầu móc lại để móc nữa. Ta sẽ móc một vòng như thế này ha, cho đến cuối hàng. Thì hàng móc tiếp theo các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè. Móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi bề ngang từ hai cái góc vuông mà ta tạo ở hai bên này nè. Góc vuông này cho đến góc vuông này thì cái bề ngang này nó sẽ ngang bằng với phần ngực của bé thì các bạn ngưng nha. Thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự và ở cái mỗi cái góc vuông cũng bỏ qua chân đầu tiên ha. Móc tương tự cho cái cạnh này nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân đầu tiên là chân móc ta móc mũi dời cũng móc vào một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho đến cái góc vuông này, cũng móc vào khoảng trống của góc vuông một góc vuông tương tự và làm thêm nhiều hàng móc còn lại. Thì đối với size áo này mình sẽ móc lên 5 hàng móc. Lúc này cái bề ngang này nó sẽ ngang bằng với phần ngực của bé rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại để tạo cái phần nách ở bên này, tạo cái phần luồng tay ha. Móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên hàng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Từ đây các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp ở đây.
Sau khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp, thì ở cái góc vuông này các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống nha. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. 1 2. Thì đây sẽ là khoảng cách ở chính giữa phần nách nối hai điểm góc vuông lại với nhau. Cái khoảng cách này các bạn có thể tăng hoặc giảm tùy vào cái phần ngực của bé to hay nhỏ nha. Sau đó di chuyển kim cho mình đến cái khoảng trống của góc vuông tiếp theo và móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một khoảng trống. Móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là phần tay áo của mình đã hoàn tất và có cái độ rộng như thế này. Và đây nó sẽ tạo được cái độ rộng cho phần nách nè. Thì cái độ rộng này các bạn có thể tăng giảm tùy vào cái vòng ngực của bé to hay nhỏ để ta có thể tạo được phần cánh tay rộng nha. Khác với các góc vuông tiếp theo ta bỏ qua chân đầu tiên, thì ở đây các bạn sẽ không bỏ qua chân đầu tiên mà ta sẽ móc luôn vào chân đầu tiên một mũi kép đơn. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho mình cho đến góc vuông mà ta gặp tiếp theo. Móc tương tự cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp thì cũng móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích và tương tự di chuyển kim đến cái khoảng trống tiếp theo và móc vào tiếp hai mũi kép đơn để ta tạo được một phần cánh tay tương tự như phần cánh tay này ha. Tạo được cái độ rộng như thế này nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã tạo được cánh tay thứ hai và móc tương tự cho đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở hàng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Hàng móc tiếp theo của phần thân áo này, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta hoàn tất được cái phần tay áo ở đây nè. Chân đầu tiên là chân mà ta móc mũi dời, cũng móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc sẽ làm tương tự cho mình cho đến hai mũi móc xích mà ta chừa ra ở đây. Sau khi móc đến cuối hàng, hai cái mũi móc xích mà ta chừa ra ở phần nách, mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta hoàn tất được cái phần nách này ha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình sẽ có hai mũi kép đơn cho hai chân móc. Kép đơn thứ hai cho chân thứ hai nè. Sau đó di chuyển kim đến các chân móc của cái hàng móc kế bên này và tương tự, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì như vậy là ta hoàn tất được cái phần nách ha. Đây là cái phần nách để luồn vào tay nè. Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Thì hai mũi móc xích ở phần cánh tay còn lại cũng làm tương tự. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi móc được đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân đầu tiên này một mũi dời, lên hai mũi móc xích. Lúc này cái phần thân trước áo của mình và phần thân sau nó sẽ giúp mình tạo ra được một cái khoảng trống cho phần ngực của bé nè. Nó sẽ ôm sát vào phần ngực của bé. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái họa tiết phía dưới để tạo phần chân váy. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn.
Từ đây các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 2, 3 và 4. Ở cái hàng móc phía dưới này nè, ta sẽ bỏ qua 3 chân móc. 1, 2, 3. Bỏ qua 3 chân móc này và móc vào chân thứ tư một mũi kép đơn. Sau đó chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Hai mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên sẽ tạo ra một thân chân móc, thì ta sẽ có hai thân chân móc ở cái mũi móc đầu tiên này. Bốn mũi móc xích này nó sẽ tương đương gần bằng với khoảng cách của ba mũi mà ta bỏ qua ở phía dưới. Ba chân móc ta bỏ qua ở phía dưới. Thì từ đây tiếp tục móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Tương tự tạo cho mình một khoảng trống, bỏ qua 3 chân móc phía dưới và móc vào chân móc thứ tư một mũi kép đơn. Và chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Như vậy là ta tạo ra được khoảng trống thứ hai. Tiếp tục khoảng trống thứ ba tương tự, móc lên 4 mũi móc xích. Bỏ qua 3 chân móc của hàng phía dưới và móc vào chân móc thứ tư và thứ năm, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ tư một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc thứ năm móc một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Và ở mỗi khoảng trống cũng gây nên cho mình 4 mũi móc xích nha. Thì 4 mũi móc xích này nó sẽ gần bằng với 3 mũi mà ta bỏ qua ở phía dưới. Nó sẽ giúp cho cái phần nách của mình nó không có bị chật ở cái hàng móc thứ hai này nè. Đây, ở hàng móc phần lỗ này các bạn sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng. Lên 4 mũi móc xích. Bỏ qua 3 chân kế bên và móc vào chân thứ tư, thứ năm, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục lên 4 mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng tạo được các cái khoảng trống như thế này, và các cái khoảng trống của mình nó sẽ cách nhau là 4 mũi móc xích. Thì 4 mũi móc xích này, cái độ rộng của 4 mũi nó sẽ rộng hơn so với 3 chân móc phía dưới. Đối với nhiều trường hợp ở cái điểm cuối cùng ta sẽ không chừa ra được 3 mũi mà có thể là 4 hoặc 5 mũi. Thì 4 mũi móc xích này nó sẽ giúp cho mình cân bằng được cái vòng ngực nó không có bị chật ở cái hàng móc này ha. Ở đây mình chừa ra 4 mũi thì các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Thì lúc này 4 mũi móc xích này nó sẽ tương đương bằng với 4 chân móc mà ta bỏ qua ở phía dưới nè. Và ta cũng tạo ra được một khoảng trống tương tự ha. Móc tiếp vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên bên này một mũi dời. Sau đó di chuyển kim cho mình đến cái khoảng trống của cái ô bên này nè. Cái khoảng trống đầu tiên này ta sẽ móc vào đây một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Đối với cái hàng móc tạo khoảng trống này, khi móc các bạn sẽ tiến hành canh chỉnh cho mình để ta tạo ra được tổng số mũi móc của các cái khoảng trống này là số chẵn ha. Luôn luôn là số chẵn cho mình ha. Các bạn sẽ tiến hành canh chỉnh cho mình làm sao khi móc đến cái điểm cuối cùng thì tổng các cái khoảng trống nó sẽ là số chẵn để ta có thể tạo được các cái họa tiết chân váy ở phía dưới. Và đối với nhiều trường hợp cái khoảng trống này nó sẽ không cách nhau là 3 chân móc ở phía dưới nữa ha. Các bạn sẽ tạo cho mình làm sao cho nó ra được số chẵn là được. Lưu ý là ở hàng móc tạo khoảng trống nó sẽ nhiều mũi móc hơn so với cái hàng móc phía trên nha, cho cái phần ngực của mình nó không có bị quá chật. Tùy vào sở thích của mỗi người, nếu các bạn muốn cho cái phần chân váy của mình nó được rộng hơn thì cái khoảng cách mà ta tạo các cái khoảng trống ở đây nè, các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ha. Thay vì ở đây mình bỏ qua 3 chân thì các bạn có thể bỏ qua cho mình 2 chân cũng được. Lúc này cái phần chân váy của mình nó sẽ có cái độ rộng xòe ra nhiều hơn ha. Thì cái phần size áo này mình sẽ móc với cái khoảng trống vừa thôi, cho cái phần chân váy của mình nó vừa với lại cái phần thân ở trên ha. Và lưu ý các cái khoảng trống này luôn luôn là số chẵn nha, để ta có thể tạo được điểm kết thúc cho cái phần chân váy. Khi đã lên được 2 mũi móc xích thì tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên mà ta móc ở đây nè. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Ở đây ta sẽ có hai thân chân móc ha. Từ đây lên 2 mũi móc xích. 1, 2.
móc tiếp vào cái khoảng trống mà ta vừa móc này hai mũi kép đơn nữa, kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho phần chân váy. Để tiếp tục cái họa tiết sò thứ hai thì các bạn sẽ để ý cho mình ở phía trên mình có chừa ra hai mũi kép đơn nè, hai mũi kép đơn là hai chân móc, thì các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích. Thì hai mũi móc xích này nó sẽ có cái độ rộng bằng với hai chân móc mà ta bỏ qua. Sau đó di chuyển kim cho mình đến cái khoảng trống kế tiếp và móc vào đây một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, lên hai mũi móc xích. Và móc tiếp vào khoảng trống đó hai mũi kép đơn nữa. 1 và 2. Ta hoàn tất được họa tiết sò thứ hai. Tiếp tục lên hai mũi móc xích và tương tự di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp, móc vào cho mình một họa tiết sò tương tự. Họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Sau đó lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Ta tạo ra được họa tiết sò thứ ba ha. Từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại cho đến khoảng trống cuối cùng ở đây. Ở mỗi khoảng trống thì ta sẽ tạo ra một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. 1 và 2. Lên hai mũi móc xích, di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp, móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi đã móc đến cuối hàng thì lên hai mũi móc xích và móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở họa tiết sò này, móc vào đây một mũi dời. Di chuyển kim đến khoảng trống của họa tiết sò này, móc vào một mũi dời. Lên hai mũi móc xích. Như vậy là hàng móc thứ nhất của phần chân váy mình hoàn tất và tạo ra được các cái họa tiết sò này. Và họa tiết sò của mình tạo ra sẽ là họa tiết sò số chẵn ha. Nó tương đương với các cái khoảng trống mà ta tạo ở phía trên nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc thứ hai cho phần chân váy. Hàng móc thứ hai cũng tương tự, móc vào khoảng trống của họa tiết sò này một họa tiết sò. Một mũi kép đơn để ta có hai thân chân móc, tính luôn cả hai mũi móc xích đầu tiên nè. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Sau đó móc tiếp vào khoảng trống ta vừa móc hai mũi kép đơn. 1 2. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên thẳng hàng với họa tiết sò của hàng móc phía trên. Và để cho cái hàng móc thứ hai này nó có cái độ rộng, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Nhiều hơn khoảng cách của cái hàng phía trên một mũi ha. Và di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên, móc vào đây cho mình một họa tiết sò gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích và tiếp tục vào đó hai mũi kép đơn. Ta tạo ra được họa tiết sò thứ hai. Và để tiếp tục móc họa tiết sò thứ ba, khoảng cách giữa hai họa tiết sò sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích. Di chuyển kim đến khoảng trống chính giữa của họa tiết sò kế bên, móc vào đây một họa tiết sò. Hai mũi kép đơn. Lên hai mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó làm tương tự cho các cái họa tiết sò còn lại cho đến cuối hàng. Thì lúc này khoảng cách giữa các họa tiết sò nó sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích, nhiều hơn một mũi so với cái hàng móc thứ nhất ở phần chân váy nè. Và nó sẽ giúp cho cái phần này có cái độ rộng hơn ha. Đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ thêm cho mình một hàng móc nữa. Và hàng móc này nó sẽ tương tự giống như cái hàng móc thứ hai mà ta tạo ở đây nè. Khoảng cách giữa các cái họa tiết sò nó sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích. Lúc này chiều cao từ cái phần vai áo cho đến hàng móc mà ta thêm ở đây nó sẽ che được đến phần trên rúng của bé một chút ha. Trên rúng của bé một chút. Đối với những size lớn hơn thì sẽ thêm cho mình một hàng móc và hàng móc đó nó sẽ bằng với cái hàng móc mà ta vừa móc thứ hai đây nè.
Khoảng cách của họa tiết sò nó sẽ cách nhau là 3 mũi xích ha. Móc thêm cho mình một hàng móc đối với những size lớn hơn. Còn ở đây mình sẽ kết thúc cái hàng móc thứ hai này ở cái phần chân váy. Khoảng cách sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích đối với các cái họa tiết sò ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng và tạo các cái họa tiết sò như thế này, tiếp tục cuối hàng lên 3 mũi móc xích và móc vào chân đầu tiên này một mũi dời. Di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò này và tiếp tục móc vào đây một mũi dời nữa. Lên 2 mũi móc xích. Hàng móc thứ 3 tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống của họa tiết sò phía trên một họa tiết sò. Một mũi kép đơn. Lên 2 mũi móc xích và tiếp tục 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống ta vừa móc. 1 và 2. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên nè. Từ cái họa tiết sò này các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích và nó sẽ bằng với khoảng cách của 3 mũi móc xích ở phía trên nè. Bằng với khoảng cách của hai cái họa tiết sò phía trên, ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó họa tiết sò thứ hai, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Tức là ta sẽ có một họa tiết sò kính ha. Họa tiết sò kính gồm 8 mũi kép đơn. 2 3 4 5 6 7 và 8. Như vậy là ta vừa có họa tiết sò kính như thế này nè, 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích để tạo cái khoảng cách này bằng với cái khoảng cách ở phía trên ha. Sau đó di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò kế bên, móc vào đây một họa tiết sò tương tự như họa tiết sò ở phía trên, tức là gồm 2 mũi kép đơn. Sau đó lên 2 mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. Thì ở đây mình sẽ có xen kẽ một họa tiết sò hở và một họa tiết sò kính nè. Và khoảng cách nó sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích ha. Thì khi được họa tiết sò hở, tiếp tục lên 3 mũi móc xích và tạo cho mình xen kẽ một họa tiết sò kính. Móc vào khoảng trống của cái họa tiết sò kế bên này 8 mũi kép đơn để tạo ra họa tiết sò kính như thế này ha. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Và kép đơn thứ tám. Ta tạo ra được một họa tiết sò kính như thế này ha. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích và móc cho mình vào cái khoảng trống này một họa tiết sò hở. Thì hàng móc này mình sẽ có xen kẽ một họa tiết sò hở, xen kẽ là sò kính, tiếp tục sò hở và xen kẽ là sò kính nè. Thì từ đây tiếp tục lên 3 mũi móc xích và làm tương tự cho đến cuối hàng. Và lưu ý khoảng cách giữa sò kính và sò hở nó sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích, tương tự với 3 mũi móc xích ở hàng phía trên. Lên 3 mũi móc xích. Móc vào khoảng trống của họa tiết sò kế tiếp một họa tiết sò hở. 2 mũi kép đơn. Lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục 2 mũi kép đơn nữa. 1 2 Lên 3 mũi móc xích. Móc tiếp vào khoảng trống kế bên một họa tiết sò kính và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc được xen kẽ một họa tiết sò kính, xen kẽ là một họa tiết sò hở cho đến cuối hàng, thì lên 3 mũi móc xích và tương tự móc vào chân móc đầu tiên của họa tiết sò này một mũi dời. Di chuyển kim vào chính giữa và cũng móc vào một mũi dời. Lên 2 mũi móc xích. Như vậy là ở các cái khoảng trống mà ta tạo đầu tiên này nè, là số chẵn, cho nên là cái mũi cuối cùng của ta tạo nó sẽ là một họa tiết sò kính như thế này. Và cái hàng móc này nó sẽ được xen kẽ là họa tiết sò kính, xen kẽ với một họa tiết sò hở ha. Thì lưu ý cho mình luôn luôn là số chẵn ở cái hàng móc đầu tiên mà ta tạo ở khoảng trống này nè. Lúc này thì phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe rộng ra hơn rồi nè. Bây giờ ta sẽ tiếp tục móc hàng móc tiếp theo.
Ở hàng móc tiếp theo này, họa tiết sò đầu tiên nó sẽ giống như họa tiết sò của cái hàng móc phía trên á. Móc vào một mũi kép đơn. Ở đây ta sẽ có hai thân chân móc tính luôn cả hai mũi móc xích mà ta gây nên đầu tiên ha. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Và cũng móc vào cái khoảng trống ta vừa móc hai mũi kép đơn. Để ta tạo ra một họa tiết sò bằng với họa tiết sò của phía dưới nè. Đây, họa tiết sò nó sẽ bằng nhau như thế này. Tiếp tục tạo một khoảng trống 3 mũi móc xích. Di chuyển kim đến 8 chân móc của họa tiết sò này, họa tiết sò kính phía trên. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và các cái mũi kép đơn của mình nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích. Chân móc thứ hai cũng móc một mũi kép đơn nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Chân thứ ba cũng tương tự một mũi kép đơn. Lên một xích. Tiếp tục chân thứ tư một mũi kép đơn. Lên một xích. Chân thứ năm tương tự một mũi kép đơn. Lên một xích. Tiếp tục chân thấp thứ sáu một mũi kép đơn. Lên một xích. Chân thứ bảy móc một mũi kép đơn. Lên một xích và tiếp tục chân thứ 8, chân móc cuối cùng móc một mũi kép đơn. Lúc này họa tiết của mình nó sẽ có cái độ xòe ra rộng hơn rồi nè. Khoảng cách giữa mấy cái mũi kép đơn nó sẽ cách nhau là một mũi móc xích ha. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích để tạo cái khoảng trống bằng với khoảng trống ở bên này. Sau đó di chuyển kim cho mình đến cái họa tiết sò kế bên ha. Móc vào chính giữa của họa tiết sò này một họa tiết sò giống như các cái họa tiết sò mà ta móc ở đây. Gồm hai mũi kép đơn. Sau đó lên hai mũi móc xích và móc tiếp vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Thì hàng móc này mình sẽ được xen kẽ một họa tiết như thế này ha. Một họa tiết sò hở nè, xen kẽ là một họa tiết sò gồm có các cái mũi kép đơn cách nhau với một mũi móc xích. Và tiếp tục là một họa tiết sò. Lên ba mũi móc xích để tạo cho mình một khoảng cách tiếp theo và di chuyển kim đến 8 cái chân móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và sẽ cách nhau là một mũi móc xích cho các cái mũi kép đơn ha. Lên một mũi móc xích. Chân thứ hai tương tự móc vào một mũi kép đơn. Lên một xích. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Lên một xích. Và làm tương tự cho đến chân móc thứ 8. Lên một xích. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Lên một xích tiếp tục cho các chân móc còn lại. Khi đã được một họa tiết như thế này, tiếp tục lên 3 mũi móc xích để tạo khoảng cách này. Và di chuyển kim đến cái họa tiết sò này, móc một họa tiết sò tương tự như các họa tiết sò phía trên. Gồm 2 mũi kép đơn. 1 và 2. Lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Lên 3 mũi móc xích để tạo cái khoảng trống cho cái họa tiết sò kế tiếp bên này và móc vào 8 chân móc này. Đây. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại, cũng xen kẽ cho mình tương tự như vậy cho đến cái chân móc cuối cùng ha. Thì cái hàng móc tiếp theo này mình sẽ có các cái họa tiết xen kẽ như thế này nè. Đây, họa tiết của mình nó sẽ như thế này. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì tiếp tục lên 3 mũi móc xích và móc vào chân đầu tiên của cái họa tiết sò đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời. Di chuyển kim vào chính giữa của họa tiết sò và móc vào đây một mũi dời. Lúc này hàng móc của mình nó sẽ xen kẽ như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng móc tiếp theo. Từ đây lên 2 mũi móc xích. Ở hàng móc tiếp theo này, họa tiết sò đầu tiên sẽ tương tự như họa tiết sò của hàng phía trên. Móc vào một mũi kép đơn, sau đó lên 2 mũi móc xích. Và tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn để ta tạo ra một họa tiết sò hở. Khi đã được một họa tiết sò hở thì lên 3 mũi móc xích để tạo cái khoảng cách bằng với khoảng cách ở phía dưới nè. Và ta sẽ di chuyển kim đến các cái khoảng trống của các cái mũi kép đơn ở đây nè, cách nhau là một mũi móc xích á. Thì cái khoảng trống đầu tiên của hai mũi kép đơn đầu tiên này
móc vào đây một mũi móc đơn. Khoảng cách giữa họa tiết sò và cái mũi móc đơn này nó cũng cách nhau là 3 mũi xích ha. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Di chuyển kim đến khoảng trống của hai mũi kép đơn kế bên này nè. Và cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Lên 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Tương tự đâm kim vào khoảng trống của hai cái mũi kép đơn kế bên này, móc vào một mũi móc đơn. Lên 3 mũi xích. Khoảng trống kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 mũi xích. Và làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và các cái mũi móc đơn của mình nó sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích. Lên 3 mũi móc xích. Tiếp tục khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Khi đã móc được tổng cộng là 7 mũi móc đơn vào 7 cái khoảng trống của 8 mũi phía dưới, tiếp tục lên 3 mũi móc xích để tạo cái khoảng trống này. Sau đó di chuyển kim đến cái họa tiết sò kế bên và móc vào đây một họa tiết sò tương tự. Họa tiết sò của mình sẽ là họa tiết sò hở ha. Gồm 2 mũi kép đơn, sau đó lên 2 mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. Như vậy là ở hàng móc này ta sẽ có xen kẽ các cái họa tiết như thế này. Đây. Và các cái họa tiết sò hở với cái họa tiết ở chính giữa nó sẽ cách nhau là 3 mũi xích ha. Khi được họa tiết sò hở thì lên 3 mũi móc xích. Sau đó di chuyển kim vào các khoảng trống của mũi kép đơn ở bên này. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi khoảng trống. Và các cái mũi móc đơn sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích. Lên 3 mũi móc xích. Khoảng trống thứ hai móc một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 xích. Khoảng trống thứ ba móc một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các cái khoảng trống còn lại. Lên 3 xích. Khoảng trống thứ tư một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Khoảng trống thứ năm một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 xích. Khoảng trống thứ sáu móc một mũi móc đơn. Và lên 3 xích, móc vào khoảng trống thứ 7, khoảng trống cuối cùng một mũi móc đơn. Khi đã hoàn tất được cái họa tiết như thế này rồi, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và tạo cho mình một cái họa tiết sò. Họa tiết sò tiếp theo sẽ là họa tiết sò hở vào chính giữa của các họa tiết ở phía trên ha. 2 mũi kép đơn. Lên 2 mũi móc xích, tiếp tục 2 mũi kép đơn nữa. Từ đây lên 3 mũi móc xích. Khi ta có họa tiết sò hở và hai bên là 3 mũi xích nè, thì tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc kế tiếp, mỗi khoảng trống móc một mũi móc đơn. Ta sẽ làm tương tự cho các cái họa tiết này, xen kẽ tương tự như thế này, móc cho đến cuối hàng. Ta được họa tiết xen kẽ như thế này cho hàng móc này ha.